Xin chào các bạn, vậy là Porsche Macan phiên bản thuần điện đã chính thức là ra mắt. Và nhìn ngay trước mắt chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng là có thêm một cái màu tím rất là đẹp. Màu này là màu mới trong bộ sưu tập màu của Macan. Và mình nghĩ rằng đây là một trong những cái hướng đi mà hướng tới những khách hàng trẻ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và Trung Quốc. Trong đó cụ thể ở Việt Nam mình nghĩ rằng là cũng sẽ được một ưu ái những cái phiên bản có những cái tùy chọn, những cái màu nó đẹp. Thực ra trước khi ra mắt cái Macan mới này thì là Porsche cũng đã công bố rằng là họ đã thử nghiệm rất là kỹ Macan từ những cái điều kiện ở âm 30 độ ở cái vùng Scandinavia rồi đến những cái vùng sa mạc ở thung lũng chết California, nó có nhiệt độ lên tới 50 độ. Và chiếc xe này ấy, mặc dù sử dụng đi phố là nhiều đúng không, nhưng mà họ cũng đã thử nghiệm là dù là xe điện thôi nhưng trong cái điều kiện bùn sỏi cát. Thường thì cái danh mục sản phẩm của Porsche thường có rất là nhiều phiên bản đối với mỗi sản phẩm. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể có được cái thông tin rằng là Macan 4 tức là dẫn động 4 bánh này, 403 mã lực và 650 Nm. Thì đây là cái phiên bản mình hay gọi là bản bay. Và còn đối với cái bản cao cấp nhất là Macan Turbo sẽ có giá khởi điểm nó là lên tới 106.650 đô. Tức là nó tương đương với khoảng 2,62 tỷ đồng. Chúng ta nhìn sang cái giá tại Việt Nam thì nó sẽ loanh quanh GLC 300 hay là Volvo XC60 T8. Tạm thời thì đây cũng là hai phiên bản duy nhất được công bố thông tin bởi thương hiệu xe sang của Đức này. Tức là chúng ta xét một cách công bằng ra thì khả năng vận hành của Macan thế hệ điện này đã được tăng nhiều so với thế hệ trước nhờ nền tảng điện. Cái này thì trong nhiều video thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Tức là cái mức chênh lệch rõ nhất giữa hai thế hệ từ cái bản cao nhất, ví dụ như là Macan Turbo EV, tức là 630 mã lực, nó là mạnh hơn cái bản GTS tới gần 200 mã lực, đúng không ạ? Thế thì đấy, tất cả cái yếu tố đó là nhờ cái gì? Nhờ nền tảng điện. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ xét về yếu tố giá, nó cũng sẽ cao hơn. Và các mức giá ở đây chúng ta sẽ hình dung rằng sẽ đưa về Việt Nam, chúng ta sẽ phải nhân lên đâu đó nó từ khoảng 2.5 đến 3 chấm. Thế thì sẽ ra được cái phiên bản giá tại Việt Nam. Đó là những cái thông tin sơ bộ ban đầu. Từ những cái góc nhìn này thì chúng ta sẽ thấy rằng form xe thì vẫn là form xe của Macan. Tuy nhiên đã đưa nhiều cái nét thiết kế kiểu như là đèn này, mặt ca lăng từ cái mẫu Tay Can vào. Có thể nhìn là rất là quen thuộc, nhất đặc biệt là cái phần đèn xe. Ở đây đối với tất cả những cái dòng xe điện, kể cả Macan cũng vậy thôi, chúng ta sẽ bỏ đi cái lưới tản nhiệt. Tuy nhiên cái hệ số cản gió của mẫu xe này nó là 0.25. Dù sao nó vẫn là theo cái phong cách xe gầm cao kiểu SUV cỡ nhỏ mà. Đó, ở cái góc nhìn bên này chúng ta sẽ rằng đây là một mẫu xe Tay Can đích thực. Và thường thì những cái mẫu xe điện chúng ta sẽ thấy giấu đi cái tay nắm cửa, tức là tay nắm cửa ẩn chìm. Nhưng ở đây thì vẫn là tay nổi đó. Về cái cấu trúc của các dòng xe Porsche thì chúng ta rất là dễ đoán, kiểu như là đèn thông minh thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng chữ P. Ở đây cái cách làm marketing của các thương hiệu ở sang là P là gì? Porsche mà. Đấy. Rồi PDLS rồi PDLS Plus thì tất cả những cái hệ thống đèn đó là đèn thông minh. Tuy nhiên đèn thông minh thì gì thì đèn thông minh về Việt Nam thì ở cái điều kiện mình thì vẫn phải thường là nâng cấp. Đối với các cái dòng xe điện hiệu suất cao thì vẫn cần thêm những cái luồng gió làm mát cưỡng bức. Chính vì vậy chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần ở các hốc gió, rồi phần cản và đặc biệt về tính khí động học để đè cái xe xuống khi mà chạy để nó tăng độ bám lên ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là đích thị là những mẫu xe hướng tới cái hiệu suất vận hành tốt mà chúng ta hay nói là cái kiểu khả năng lái thể thao đó. Cái cấu trúc xây dựng của các cái dòng xe Porsche thì vẫn vậy thôi, kể cả trên Macan dù có là điện hay là hydro hay sau này có là năng lượng nguyên tử thì nó cũng vậy thôi. Các chúng ta có thể chọn từ màu sơn, mâm lốp, chụp bô, vân 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 vân. Ở cái góc nhìn đuôi này thì cá nhân như mình thì mình nhận thấy rằng Macan điện này sẽ hiền hơn cái dòng Macan hiện tại. Các cái thương hiệu xe sang ấy thì sẽ cho phép khách hàng gọi là máy đo. Tôi gọi khái niệm máy đo cho nó dễ. Ở đây chúng ta có thể chọn mâm này, chọn kích thước này, rồi chọn màu sơn của phanh này, chọn hệ phanh gì này, rồi sau đấy tôi sẽ phối cho bạn với một cái giá gọi là trên trời luôn. Tuy nhiên thì tiền nào thì của đấy, mình cũng phải thừa nhận rằng các chi tiết ốp carbon này, sơn ba bô lê này, rồi là những cái chi tiết đi vào tiểu tiết, tức là cái độ hoàn thiện ấy, nó đẹp lắm. Tức là từ vật liệu đến hoàn thiện.
Chúng ta quay lại cái góc nhìn đuôi. Ở cái góc nhìn chính diện hơn thì đấy, các bạn nhìn không? Cái đèn này, rồi các cái đường nét thì mình cảm thấy nó hiền, tức là nó có cái gì đó nó thể hiện cái nữ tính mềm mại. Đây, bây giờ thì đến cái phần cánh gió đuôi thì ra đây nó sẽ điều khiển tự động. Cái này thì ở cái tốc độ nào đó thì chúng ta có thể cánh nó tự nâng lên ở cái chế độ kiểu như là Sport Plus hoặc là chế độ Lock Control, hoặc là vượt qua một cái tốc độ nào đó. Đó, thì có thể nói rằng là cái cánh nước gió là một trong những cái điểm thiết kế rất là khéo của Porsche. Và đây thì chúng ta có thể thấy được cái chọn Drive Mode qua cái này gọi là cái trang bị Sport Journal đấy. Đó, thì chúng ta có thể chọn ở cái đấy. Nội thất này thì không có quá nhiều sự đột phá so với Macan hiện tại. Khởi động bật nguồn lên thôi. Ở đây cần số thì là cần số điện thôi. Gầy, chi tiết rất là đẹp. Đấy, những cái phần trim ốp, tabi cửa này vẫn thiết kế đó, ambient light, nhớ ba vị trí, tức là chi tiết nó thể hiện tôi là một chiếc xe rất là sang và cao cấp. Nếu mà bạn nhìn ngoài thì bạn nhìn thấy đây là những cái thiết kế xe rất là sang. Các cái phím vật lý này cũng phục vụ cái công tác mà chúng ta có thể thao tác nhanh. Ở phòng khi là chúng ta cái tay cái phần cảm ứng nó kém, đặc biệt là vào mùa đông như này ấy. Ở đây cái góc nhìn về nội thất thì chúng ta sẽ thấy Macan điện có cái phần mặt tablo quá quen thuộc. Màn hình giải trí trung tâm này, hỗ trợ các ứng dụng giải trí phổ biến như Spotify, cả YouTube nữa nhé. Và có lẽ đây là top những chiếc xe đầu tiên được trang bị cái hệ thống Android Automotive OS. Tức là cái này nó mang lại những cái trải nghiệm. Ví dụ như ở cái màn hình phụ đây chúng ta có thể xem được YouTube. Đúng không ạ? Ngày xưa thì chúng ta sẽ phải mua những cái Android box cắm. Thế bây giờ là sẽ có tất cả những cái phần giải trí như YouTube, Spotify, Apple, nghe nhạc dẫn đường ngay trên màn hình phụ, ở ghế phụ này. Cái này cũng là hay, có thể thấy rằng là xu hướng những chiếc xe Đức đang được á hóa rất là rõ và hướng tới thị trường kiểu như là Trung Quốc. Tức là ngày xưa thì chúng ta nói là lái hay, nhưng lái hay rồi mà không có tiện ích là cũng ngỏ. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là khách hàng ở đâu thì chúng ta sẽ phải ở đó, đúng không ạ? Thế bạn có là ông rời thì nữa mà bạn cứ nghĩ rằng giữ lấy mỗi cái lái hay với lái nặng với cả gì đấy mà không cung cấp cho giải trí thì tôi nghĩ là cũng khả năng đi xa cũng rất là lớn. Chính vì vậy, chúng ta ngay tại thời điểm này nhìn bằng hình ảnh thôi chúng ta sẽ thấy rằng Macan thuần điện đang hướng tới thị trường Trung Quốc và thị trường châu Á cực kỳ rõ bằng những tiện ích, bằng cách thiết kế, bằng màu sắc. Tôi nhớ là ngày xưa tôi nói rằng là những cái mẫu xe thể thao này dần dần đều trang bị màn hình cảm ứng mà tôi hay gọi là chấm mút. Có rất nhiều ý kiến cho rằng những mẫu xe thể thao này không cần những màn hình đó, tôi chỉ cần lái hay thôi. Đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy đây này, Macan mới nhất chúng ta đã thấy rằng là rất nhiều mình. Chưa kể ra thêm một màn hình nữa, màn hình thực tế ảo luôn, đấy chính là màn hình trên kính lái HUD. Thế thì cái đi theo xu hướng, buộc là phải đi theo xu hướng, đó là cách mà các hãng sẽ phải làm để phục vụ gì? Khách hàng. Chúng ta sẽ quay lại với cả kích thước xe một chút. Chiều dài trục cơ sở của mẫu xe này đã tăng từ 2807 lên 2893, tức là tăng 86mm. Và hy vọng rằng không gian sẽ rộng hơn, bởi vì Macan hiện tại mình ngồi hàng ghế sau thì thấy chật ở bên trong. Nói chung là Macan rất là chật. Đi phố thì tiện, đi một mình rồi đi đông không thích. Tất nhiên Macan là một sản phẩm đẳng cấp. Ok, và hệ thống treo trên này thì đa điểm trước sau, rồi hệ thống kiểm soát giảm sóc thích ứng PASM vân vân. À, mẫu xe này có thì có cả cái đánh lái trục sau ấy để giúp nó cua gọn và nhanh hơn. Đối với dòng xe điện thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái cấu trúc nền tảng điện. Thế cái mẫu xe này nó sẽ dùng là nền tảng điện 800V và bộ pin là 95kW thế hệ mới. Tức là công suất sạc DC dòng điện một chiều ấy, cho mẫu Macan điện mới tại các trụ sạc 800V là lên tới 270kW và cái mức sạc có thể tăng từ 10 đến 80% trong vòng khoảng 22 phút tại các trạm sạc là 400V nhé. Cái công tắc điện áp cao trong pin cho phép sạc theo cái phương thức chia dòng, tức là bằng cách phân tách hiệu quả pin 800V thành hai bộ pin. Mỗi bộ pin có điện áp định mức là 800V. Điều này cho phép sạc đặc biệt hiệu quả mà không cần bộ điện áp bổ sung ở cái công suất lên tới 150kW. Và sạc AC, tức là sạc dòng điện xoay chiều, có thể thực hiện với công suất lên tới 11kW. Thì đó là những cái thông tin nó khá khô khan ở cái góc độ kỹ thuật. Tuy nhiên là chúng ta cũng nên quan tâm để biết được rằng là
cái mẫu Sen này nó sử dụng cái cấu trúc nền tảng như nào, và cái quãng đường di chuyển của bản Macan tiêu chuẩn ấy, nó có thể lên tới hơn 500 km cho một lần sạc đầy. Tuy nhiên những cái thông tin chi tiết thì chúng ta sẽ chờ trong một thời gian nữa sẽ có những cái thông tin thực tế từ người dùng, thì đó chúng ta sẽ có được cái quãng đường chính xác và đáng để tham khảo hơn. Ở cái góc nhìn của mình thì ngày xưa mình có từng lái trong cái điều kiện nhỏ thôi. Tuy nhiên mình cũng đã từng lái giữa Lamborghini Aventador FPJ và một chiếc xe Tesla hiệu suất. Thì mình thấy rằng là như thế này, đối với nền tảng điện chúng ta sẽ thấy rằng cái điều khiển điện nó sẽ can thiệp cực nhanh, kể cả hệ thống cân bằng điện tử hay vân vân, nó là khái niệm hoàn toàn khác. Chúng ta đã nói rằng ở đây chúng ta thay bằng những cái hệ động cơ truyền thống, hệ vi sai, thì ở đây là động cơ điện luôn. Thế mọi thứ nó sẽ điều khiển điện, đặc biệt là những cái hệ thống traction control. Cho nên tất cả những cái yếu tố nó sẽ điều khiển nhanh hơn và phản ứng nó cũng sẽ nhanh và chính xác hơn so với nền tảng truyền thống. Chính vì vậy chúng ta sẽ lái những xe điện có cảm giác như là êm, là nhanh, là cân. Tuy nhiên nó có những cái mặt hạn chế của dòng xe điện là bởi vì nó phải cõng thêm một cái khối lượng pin quá lớn, nó có thể lên tới gần 1 tấn. Thế chính vì vậy khi mà đi vào những cái đường sóc, đường mấp mô thì cái độ này nó, mình hay gọi là cái độ sóc ấy, nó hơi khó chịu. Một cái câu hỏi mình nghĩ rằng là ai cũng sẽ hỏi rằng là Macan điện vậy sẽ bao giờ về Việt Nam, đúng không ạ? Thì cái độ trễ tại thị trường Việt Nam thì bây giờ đã giảm hơn rất nhiều, bởi vì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái cấu trúc xây dựng sản phẩm của các hãng xe Đức bây giờ cũng hướng tới thị trường châu Á, trong đó bao gồm cả Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam thì rất là nhiều. Thế cho nên là mình nghĩ sẽ cũng sẽ sớm về thôi. Tuy nhiên một cái vấn đề lớn ấy, nó không phải là cái vấn đề về chi phí về giá, mà vấn đề là đưa vào sử dụng. Thế thì hạ tầng sạc ở đâu? Đúng không ạ? Sẽ rất khó để khai thác thương mại một cái mẫu xe khi mà chúng ta không có hạ tầng hỗ trợ, đặc biệt là xe điện. Và tới thời điểm này thì mình chưa thấy một cái ông lớn XYZ nào khác ngoài Vin đầu tư quy mô vào một cái hạ tầng sạc phủ khắp Việt Nam. Có thể thấy là cái điểm khó ở đây ấy, là cái kiểu như là một cái thế bánh mì mà kẹp thịt. Tức là lỡ tôi đang XYZ đây này, tôi đang rót vốn làm hạ tầng rầm rộ, triển khai vân 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 vân. Thế bây giờ VinFast mở cho anh em là cùng được sạc với cái mức chi phí cũng chỉ cần cạnh tranh thôi, cũng là đã mệt lắm rồi. Mà rõ ràng là dòng tiền, vốn, nguồn lực vân vân nó sẽ ảnh hưởng quyết định rất nhiều khi mà cái nhu cầu sạc nó phải đủ lớn. Thế thì tôi mới có thu hồi được dòng tiền, tôi thu hồi được vốn đầu tư vân vân. Mà bây giờ Vin mở đoàn cái cho anh em thoải mái sạc đi, thế thì có phải mệt không? Mà tôi chỉ đầu tư quy mô nhỏ, tức là với những cái hạ tầng mà thưa thớt không đủ, thế thì rất khó cho người dùng. Đấy, chính vì vậy là một trong những cái vấn đề đó, cho nên mình nghĩ rằng Macan hay là những cái dòng xe điện của Porsche, thậm chí cả những cái dòng xe điện của Mercedes vân 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 vân, thì ở đây sẽ phải giảm một cái bài toán rất lớn, đấy là sạc ở đâu. Vậy thì cụ thể ở đây đối với cái Macan này thì góc nhìn của mình sẽ là mình nghĩ nên, tức là sẽ bán song song cả hai dòng cho những người muốn yêu Macan, thích sử dụng những cái dòng xe động cơ truyền thống xăng dầu thì vẫn có thể mua. Còn nếu như tôi thích những cái công nghệ thì tất nhiên là tôi sẽ mua mẫu xe Macan điện. Tuy nhiên ở đây tôi sẽ phải tính thêm đến cái phần là sạc ở đâu, đi như thế nào để sạc cho thuận tiện. Tại thị trường Mỹ thì theo mình được biết thì vẫn bán song song cả hai dòng trong cái giai đoạn sắp tới. Đó, còn cái góc nhìn của mình thêm ở một số cái dòng xe điện Macan và nói chung các cái dòng xe điện của Đức thì thực sự xe công nghệ về xe, về trải nghiệm lái, về an toàn của xe Đức thì vẫn là đỉnh cao rồi. Nó số 1, không có nhưng, không có bàn cãi. Tuy nhiên ở cái nền tảng xe điện mới thì hầu hết những cái mẫu xe điện của Đức thì chưa mang lại một cái trải nghiệm nó mang tính đột phá, nó mang tính mới mẻ, nó mang nhiều yếu tố mà ở đây chúng ta có thể thấy rằng Tesla đã làm rất là tốt cái việc đó, và ở Trung Quốc thì có cái thương hiệu BYD và rất nhiều. Tức là ở đây tôi cần một cái gì? Sự mới mẻ. Thì ở đây tôi chưa thấy được cái điều đó. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ trông chờ trong tương lai sẽ có nhiều những cái dòng sản phẩm tới từ Đức, nó sẽ có những cái điều đột phá hơn nữa.